Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chuyên mục An ninh Kon Tum hôm nay, kính mời quý vị và các đồng chí theo dõi phần tin về công tác xây dựng lực lượng và tình hình an ninh trật tự, công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Phần cuối chuyên mục là phóng sự Công an tỉnh Kon Tum gửi ân tình đến tâm dịch. Sau đây là nội dung chương trình. Vừa qua, Bộ Công an đã tổ chức hội thảo quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị đối với công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ủy viên Trung Đảng, Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì hội thảo. Tại điểm cầu Công an tỉnh Kon Tum, tham dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa, Đại tá Nguyễn Hồng Nhật, Bí thư Đảng ủy Giám đốc Công an tỉnh. Hội thảo nhằm đánh giá đúng tình hình phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị đối với công an tỉnh, thành phố, làm rõ những thuận lợi khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân. Từ đó hoàn thiện dự thảo quy chế phối hợp về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị đối với công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hội thảo đã góp phần làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác đảng, công tác chính trị trong công an nhân dân, cũng như sự phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị đối với công an tỉnh, thành phố, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng công an nhân dân vững mạnh về chính trị, làm nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới. Công an hai huyện Sa Thầy và Đắc Tô tổ chức phát động hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt Cả nước đoàn kết chung sức đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an tỉnh phát động. Với chủ đề Lực lượng Công an Kon Tum lá chắn phòng chống dịch COVID-19, thanh bảo kiếm đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội và phương châm kiên định bản lĩnh chính trị người chiến sĩ công an nhân dân, triệu trái tim một ý chí, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Công an hai huyện Sa Thầy và Đắc Tô tổ chức phát động phong trào thi đua trong toàn đơn vị, sát hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Thượng tá Trịnh Khắc Cường, Phó Giám đốc Công an tỉnh khẳng định phong trào thi đua đặc biệt có sức lan tỏa mạnh mẽ, mang lại ý nghĩa tích cực, góp phần khích lệ, cổ vũ tinh thần cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng công an nhân dân. Thời gian tới, yêu cầu công an các huyện cần chủ động làm tốt hơn nữa công tác phòng chống dịch COVID-19. Tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp phối hợp với các ban ngành tích cực tham gia phòng chống dịch COVID-19 với tinh thần chống dịch như chống giặc, giữ vững vùng xanh an toàn. Đồng thời, bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Thượng tá Trịnh Khắc Cường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum đã trao bằng khen của Bộ Công an cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tại xã Ea Chim, thành phố Kon Tum, Thượng tá Trịnh Khắc Cường đã trao bằng khen của Bộ Công an cho ông A Khoan, thôn trưởng thôn Pleisa, xã Ea Chim, thành phố Kon Tum, vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phát huy vai trò người có uy tín trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2010-2020. Với vai trò là thôn trưởng, trong những năm qua, ông A Khoan đã làm tốt công tác phát động quần chúng, phối hợp cùng các đơn vị chức năng cảm hóa nhiều đối tượng sai phạm, sớm hoàn lương trở thành người có ích cho cộng đồng, xã hội. Công an thành phố Kon Tum tổ chức tiêu hủy hơn 2.000 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo các loại đã thu hồi được trong thời gian qua. Thời gian qua, Công an thành phố đã tiếp nhận thu hồi hơn 2.200 vũ khí thô sơ, 142 súng tự chế các loại, hàng chục phụ kiện vũ khí tự chế, súng hơi và nhiều pháo các loại. Ngoài ra còn có hàng trăm đồ chơi bạo lực nguy hiểm đối với trẻ em. Toàn bộ số vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ này được Công an thành phố tiêu hủy theo đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Trong thời gian tới, Công an thành phố tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, kiên quyết đấu tranh xử lý nghiêm đối với tất cả các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Thực hiện chương trình Nâng bước đến trường của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Chi đoàn xây dựng lực lượng đã trao học bổng Nâng bước đến trường trị giá 1.800.000 đồng cho em A Dân, học sinh lớp 2A, trường tiểu học Phùng Khắc Khoan, thôn Bờ Lê Lê, xã Gia Chim, thành phố Kon Tum. Em A Dân có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, mẹ bị bỏng nặng do tai nạn lao động, bố đi làm ăn xa, điều kiện kinh tế gia đình khiến em khó có thể duy trì việc học tập. Ở trường, em là học sinh ngoan hiền, lễ phép,
luôn được thầy cô và bạn bè quý mến. Nguồn kinh phí học bổng được huy động từ nguồn sự đóng góp của đoàn viên thanh niên trong chi đoàn để hỗ trợ trang trải mua thêm dụng cụ học tập, quần áo, sách vở, tiếp thêm niềm tin giúp em vượt qua khó khăn vươn lên trong học tập. Kính thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, trước tình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội nhiều tỉnh thành trong cả nước, nhất là tại thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục công tác hỗ trợ phòng chống dịch bệnh COVID-19, Công an tỉnh Kon Tum đã phát động kêu gọi đóng góp hỗ trợ nhu yếu phẩm gửi đến cán bộ, học viên Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân và Trường Đại học An ninh Nhân dân tiếp sức chung tay cùng tuyến đầu chống dịch. Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã trực tiếp đến tận các nhà vườn trên địa bàn để thu mua nông sản. Hoạt động này một phần hỗ trợ nông dân trên địa bàn tiêu thụ nông sản, giảm bớt thiệt hại do dịch bệnh gây ra. Mặc dù thời tiết không thuận lợi, nhưng với tinh thần nhiệt huyết hướng về đồng chí, đồng đội và đồng bào miền Nam ruột thịt, mọi khâu chuẩn bị nhu yếu phẩm của cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Kon Tum diễn ra theo đúng kế hoạch để kịp chuyến xe nghĩa tình chở hơn 5 tấn thực phẩm, bao gồm các loại rau, củ quả và thịt tươi sống đưa vào miền Nam. Tôi hy vọng qua hoạt động lần này thì một phần công sức nhỏ bé của chúng tôi sẽ tiếp thêm động lực cho nhân dân cả nước nói chung và đồng bào miền Nam nói riêng để vượt chiến thắng đại dịch. Xuất phát ngay trong đêm, hai xe tải của công an tỉnh chở theo rau, củ quả và thịt tươi sống đã vượt hơn 600 km về thành phố Hồ Chí Minh để kịp có mặt tại Trường Đại học An ninh Nhân dân và Đại học Cảnh sát Nhân dân vào sáng sớm hôm sau. Sáng nay thì trường chúng em đã tiếp nhận được sự hỗ trợ về lương thực thực phẩm từ công an tỉnh Kon Tum. Đối với em, đây là một hoạt động hết sức thiết thực và ý nghĩa, thể hiện được sự sẻ chia, nghĩa tình đồng đội trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. Thay mặt cho toàn thể học viên nhà trường, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến ban giám đốc công an tỉnh. Đây sẽ là một nguồn động viên to lớn để chúng em tiếp tục tích cực học tập và rèn luyện tại trường, an tâm hơn trong công tác phòng chống dịch, từ đó cùng với cả nước sớm chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Hoạt động này của công an tỉnh Kon Tum sẽ phần nào chung tay chia sẻ, đồng hành cùng cán bộ, học viên Trường Đại học An ninh Nhân dân và Đại học Cảnh sát Nhân dân nói riêng, người dân thành phố Hồ Chí Minh nói chung vượt qua những khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Phóng sự vừa rồi đã khép lại chuyên mục An ninh Kon Tum hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.